Hello, xin chào. Chúc mọi người xem video vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Video hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách phá form tóc dài này xuống kiểu tóc chải bình dân hai mái phủ nha. Theo cơ bản để bớt rối ở cái nền tóc dài này thì ở đây tôi tỉa trước nha các bạn. Ở đây lượt chải vào tóc và chúng ta nâng lượt nhẹ lên tầm khoảng 45 độ nha các bạn. Chúng ta tỉa từ giữa sợi tóc ra ngoài ha. Khi tỉa thì chúng ta nhấp kéo mỗi một nhát như vậy là một điểm nha các bạn. Chúng ta di chuyển kéo về phía ngọn tóc ha, từ mặt lược về ngọn tóc khoảng 2 hoặc 3 kéo theo 3 điểm khác nhau nha các bạn. Các anh chị và các bạn không nên tỉa kéo ở một chỗ ha. Nếu mà như vậy thì cái tóc nó sẽ bị nát, nó sẽ bị lủng nha các bạn. Chúng ta đó, như ta bóp 1 2 3 lùi về phía ngọn tóc nha. Đó, nâng lượt lên từ 45 độ dưới ha và chúng ta nhấp kéo 2-3 nhát về phía ngọn tóc nha các bạn. Cũng bằng cách này và tôi tỉa cho giáp cái vòng của cái form đầu này luôn nha các bạn. Khi chải xuống thì thấy cái tóc nó mỏng vừa đều hết là ok nha. Chỗ nào dày thì chúng ta tỉa lại ha. Sau khi tỉa giáp cái vòng của cái form đầu này xong thì ở đây chúng ta xịt nước làm ẩm nền và kẹp phần mái lên nha các bạn, để chúng ta kê lượt đi khung của cái phần size này ha. Ở đây thì tôi kê lượt đi khung trước nha các bạn. Lượt chải từ dưới lên nha, sóng lượt chạm da đầu làm điểm tựa và đầu răng lượt chúng ta hở ra cách da đầu hướng về phía chúng ta khoảng 35 độ nha các bạn, độ trên ha. Đây là cái kiểu chải vừa nha các bạn, không cao không thấp ha, nền tính từ chân viền phía trên vành tay lên khoảng 3cm nha các bạn. Sau khi chúng ta lấy khung ở trên rồi thì kê lượt chúng ta đi lại cái nền ở đồng giữa cho nó liên kết, nó lại bám lên cái cành phía trên luôn nha các bạn. Sau đó thì chúng ta bo cái viền trước và sau mai và cái viền bình lỗ tai này luôn nha. Và áp lưỡi tông sát viền chúng ta vuốt lên một lần nữa cho nó mịn cái viền này là xong cái phần phía trước của cái size bên trái này nha các bạn. Phía sau cạnh vành tay bên trái này cũng kê lượt đi khung nha các bạn. Sóng lượt chạm da đầu làm điểm tựa ha. Và đó, đầu răng lượt chúng ta hở ra cách da đầu 35 độ nha các bạn. Chúng ta đi khung phía trên trước ha. Các bạn nhìn thấy tôi đi một đường tông coi như là cái tầng khớp đó nó không có luôn, nó bám xuống hoàn toàn luôn nha các bạn. Cái này chúng ta kê canh lượt chính xác và đường tông đại chuẩn là cái tầng này nó liền mỹ luôn đó các bạn. Chúng ta chỉ chỉnh sửa sơ những ngọn tóc lọt sọt là ok. Tiếp theo thì kê lượt đi mượt lại cái nền ở đoạn giữa cho nó liên kết lên ở phía trên ha. Và sau đó chúng ta chỉnh sửa lại cái chân viền cho nó mịn và trắng luôn cái viền phía sau bên tay bên trái này luôn nha. Vuốt lại một lần nữa cho nó đều là xong nha các bạn. Ở cái form sau này, ở cái phần đuôi gáy này cũng kê lượt đi khung luôn như trước nha các bạn. Ở đây thì tôi cắt đi khung trước, sau đó chúng ta đi nền ở liên kết ở giữa và chân viền sau nó sẽ nhanh hơn. Cắt từng bước từ viền lên nha các bạn. Đây là chia sẻ theo cái cách cắt riêng của tôi ha. Các anh chị và các bạn thấy cách nào nhanh hơn thì áp dụng nha. Phía sau gáy này cũng tính từ chân viền lên tầm khoảng 4-5cm nha các bạn. Và cũng sóng lượt chạm da đầu làm điểm tựa và đầu răng lượt chúng ta cũng hở ra cách da đầu 35 độ nha các bạn. Sau đó chúng ta đuổi lại cái nền ở cái cạnh phía trên cho nó bám xuống, nó liền hết những cái ngọn tóc nó còn lâm nhâm lọt sọt đó các bạn. Tiếp tục thì kê lượt làm mượt lại cái nền ở đoạn giữa này các bạn cho nó liên kết lên ha. Nếu các anh chị và các bạn không quen kê lượt thì ở cái form sau này chúng ta có thể sử dụng cái cử 6mm ha, cử số 2 đi khung phía trên trước nha. Tiếp tục thì chúng ta đi cái cử số 1, cử 3mm á, chúng ta đi cái nền ở đoạn giữa cho nó liên kết ha. Và cuối cùng dưới viền thì chúng ta có thể bỏ cử hoặc là dùng cử 1.5 để chúng ta xử lý cái chân viền là ok ha. Rồi sau khi tôi kê lượt, tôi làm mượt ở cái đoạn giữa tiếp giáp lên rồi, ở dưới chân viền này thì tôi vuốt cái chân viền này cho nó mà dần lên nha các bạn. Và ở cái viền ở dưới gáy này thì tôi cũng trấn luôn ha. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Ở cái form sau này tới đây coi như cũng đã hoàn thành luôn nha các bạn. Phía sau cạnh vành tay bên phải này cũng kê lượt đi khung trước giống như bên trái này nha các bạn, cũng canh cho nó cân xứng với nhau ha. Tính từ chân viền lên bên kia khoảng 3cm thì bên đây cũng cho nó cân đối nha các bạn. Nếu mà các bạn đi bên cao bên thấp thì cái form đầu này nó sẽ có hiệu ứng méo ha. Thì nếu mà chúng ta cắt chưa quen thì đi qua đi lại nhìn coi nó đều chưa đều thì chúng ta chỉnh sửa lại cho nó bằng nhau nha các bạn. Khi lấy khung ở trên xong thì tiếp tục kê lượt đi nền ở đoạn giữa cho liên kết lên nha các bạn. Khi thấy cái nền giữa nó liền lạc và nó đều màu hết thì chúng ta chấn luôn cái viền phía sau vành tay bên phải này luôn nha. Và chúng ta áp lưỡi tông ngay cái chân viền này, chúng ta vuốt cho nó mịn
liền Mỹ lên trên luôn nha các bạn. Làm tới đâu thì chúng ta xử lý cho sạch sẽ chân viền tới đó luôn. Khi chúng ta quay lại cạo viền nữa là xong nha. Ở phía trước cạnh vành tay của cái size bên phải này tôi cũng kê lượt đi tông luôn ha. Thì tính từ chân viền phía trên vành tay lên tầm khoảng 3cm nha các bạn. Và chúng ta đi khung phía trên trước luôn nha. Cũng canh cho nó cân xứng với cái size bên trái nãy nha các bạn. Tính từ chân viền lên bên kia 3cm thì bên đây cũng bằng nhau ha. Nếu các anh chị và các bạn canh chưa quen thì chịu khó đi qua đi lại nhìn coi nó bằng nhau chưa ha. Nếu mà chưa thì chúng ta chỉnh lại cho nó đều nhau ha. Nếu mà bên cao bên thấp thì cái hiệu ứng của cái tóc nó sẽ méo nha các bạn. Tiếp tục thì kê lượt chúng ta đi nền ở đầu giữa cho nó liên kết lên rồi và sau đó chúng ta chấn cái viền trước và sau mày luôn ha. Và bo luôn cái viền mình lỗ tai này cho nó tròn luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta áp cái lưỡi tông sát xuống và chúng ta vuốt cái cạnh chân viền này các bạn cho nó mịn ha, cho nó bóng chân là ok nha. Cắt máy nha các bạn, máy này thì tôi sẽ sử dụng kéo bén tôi cắt luôn nha. Thường thì cắt bằng tông, nay cắt bằng kéo bén. Cái máy này nó khá dài nha các bạn, ở đây yêu cầu cắt chấm mí mắt ha. Kéo thẳng về phía trước của trán và hạ xuống tương đương với mí mắt và chúng ta cắt một đường làm chuẩn trước nha các bạn. Và sau đó chúng ta cắt liên kết về cái side bên phải này luôn ha. Khi cắt thì chúng ta cắt kiểu mũi xéo đứng nha các bạn, cắt theo hình zig zag ha, để cho cái ngọn tóc nó có cái độ so le nha các bạn. Nếu mà các bạn cắt ngang thì nhìn cái ngọn tóc nó hơi tù xíu ha. Sau khi chúng ta cắt cho nó bám vào cái cạnh bên hông của cái vành lỗ tai rồi, ở đây chúng ta so lên phần đỉnh nha các bạn. Kẹp tay vào tóc và kéo thẳng tóc vuông góc với da đầu ha, hai ngón tay song song da đầu chúng ta cắt những cái ngọn tóc dài đó các bạn, lọt sọt đó cho nó đều nhau luôn nha. Ở đây thì tôi cắt bằng hiệu ứng zig zag nha các bạn, mũi kéo xéo đứng ha. Khỏi tỉa nha các bạn, như vậy thì cái tóc nó sẽ có cái độ sao là tự nhiên, chạy cái máy nó bồng bềnh, nó ôm hơn ha. Cái phần sau máy bên phải này cũng đã xong ha. Tiếp tục thì chúng ta chạy tóc từ giữa đỉnh đầu về bên trái đó, chúng ta cắt cũng giống như bên phải này luôn nha các bạn, cho nó cân xứng bằng nhau luôn ha. Nó cũng cách cái vành lỗ tai tầm khoảng 1cm nha các bạn. Đây là chúng ta cắt cho nó ngắn bớt theo yêu cầu ha. Và cũng kẹp tay vào chúng ta cắt cho nó lại về phía sau này luôn, cho bám về phía sau luôn. Sau đó thì chúng ta kẹp tay cắt xéo cho nó liên kết về phía trên các bạn, cho cho nó lan tỏa về trên đỉnh này luôn ha. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực nhiều video mới hơn nữa ha. Phần sau máy coi như cũng đã xong luôn nha các bạn. Cạo viền luôn nha các bạn, xịt nước làm ẩm chân viền trước ha. Và sau đó chúng ta sử dụng dao lam chúng ta cạo cái viền xung quanh này các bạn, cho nó sạch sẽ những cái tóc con cho nó nét là ok ha. Nãy tôi cũng đã chấn bằng tông rồi, giờ chúng ta cạo sạch sẽ nữa là đẹp rồi đó. Tiếp tục thì chúng ta cạo luôn cái viền ở sau gáy này luôn nha các bạn. Hồi nãy cũng chấn bằng tông rồi, giờ cạo sạch sẽ nữa là cho nó ok luôn. Viền bên trái này cũng cạo tương tự luôn nha các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem video trên kênh của Vũ Ly. Xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài bằng sự như ý, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và cũng như thành công trong công việc. Chải sơ cái tóc cho vào nếp để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Đây là cái kiểu tóc chải hai mái 64 ha. Ok, đây là kiểu tóc khi đã hoàn thành nha các bạn. Mái dài rủ ha, layer nhẹ nha. Mai thả viền dưới gáy trắng nha. Nền xanh đen. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại vào những video mới tiếp theo nha.